chào mừng các bạn đến với video của chúng tôi. Hôm nay chúng ta cùng khám phá những bí ẩn về cá heo. Cá heo là một trong những sinh vật biển đặc biệt và thông minh nhất. Nhưng bạn đã biết tất cả về chúng chưa? Cá heo không phải là cá, mà là động vật có vú. Chúng cần lên mặt nước để hít thở không khí, nghĩa là chúng không thể sống dưới nước lâu dài. Chúng có thể sống đến 60 năm, tùy thuộc vào loài. Cá heo tuổi thọ thường dài hơn so với nhiều loài động vật khác. Cá heo rất thông minh, có khả năng học hỏi và ghi nhớ. Chúng cũng có ngôn ngữ riêng, sử dụng âm thanh khác nhau để giao tiếp. Chúng có kỹ năng bơi lội xuất sắc. Cá heo có thể bơi với tốc độ 60 km/h và nhảy lên khỏi mặt nước đến 5 m. Cá heo thích sống theo đàn. Trong một đàn có thể có từ vài chục đến hàng trăm con, cùng nhau săn mồi và bảo vệ nhau. Thế giới của cá heo đầy màu sắc và sự sống động. Chúng ta có nhiều điều cần học từ cá heo, sự thông minh, tình bạn và sự hợp tác. Cá heo có khả năng giao tiếp tinh vi bằng âm thanh, chúng tạo ra những âm thanh độc đáo để nhận biết và giao tiếp với nhau. Cá heo có một hệ thống giác quan siêu việt, giúp chúng dễ dàng phát hiện mồi và tránh kẻ thù trong đại dương thăm thẳm. Chúng cũng có thể nghỉ ngơi mà không cần ngủ hoàn toàn. Một nửa bộ não của chúng có thể ngủ trong khi nửa còn lại vẫn tỉnh táo. Cá heo sở hữu những kỹ năng săn mồi ấn tượng. Chúng sử dụng kỹ thuật đuổi mồi vào gốc và cùng nhau tấn công. Cá heo rất thân thiện với con người. Có nhiều câu chuyện về chúng cứu người khỏi nguy hiểm, chứng minh lòng nhân ái của loài vật này. Chúng còn có khả năng tự học và giáo dục con cái. Con cái học từ mẹ cách săn mồi, bơi và hầu như mọi thứ khác để tồn tại trong tự nhiên. Cá heo cũng có một trí nhớ tuyệt vời. Chúng có thể nhớ được những sự kiện xảy ra từ nhiều năm trước đây và nhận ra mình trong gương. Cá heo không ngủ giống như chúng ta. Thay vào đó, một bên não của chúng sẽ ngủ trong khi bên còn lại vẫn hoạt động để giữ cho chúng bơi. Bạn có biết rằng cá heo có thể giúp nhau khi gặp nguy hiểm không? Chúng sẽ giúp nhau khi bị thương hoặc khi cần hỗ trợ trong việc sinh sản. Cá heo có thể nhảy cao lên khỏi mặt nước, thậm chí là nằm ngửa trên mặt nước. Hành vi này giúp chúng thoát khỏi mối đe dọa hoặc để giao tiếp với nhau. Cá heo sử dụng âm thanh để giao tiếp, định hướng và tìm kiếm thức ăn. Chúng thậm chí có thể sử dụng âm thanh để làm cho con mồi bị choáng váng. Có hơn 40 loài cá heo khác nhau trên thế giới. Mỗi loài có những đặc điểm riêng biệt về hình dáng, kích thước và màu sắc. Cá heo có thể sống trong nhiều môi trường khác nhau, từ đại dương mở đến các con sông. Một số loài thậm chí có thể chuyển đổi giữa cả hai. Cá heo có một trái tim lớn và hình dạng đặc biệt giúp họ duy trì sức mạnh và tốc độ trong thời gian dài khi bơi. Và cuối cùng, cá heo rất thân thiện và tò mò. Chúng thường bơi cùng con thuyền và chơi với những người đang bơi. Cho nên, hãy tôn trọng và bảo vệ chúng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để khám phá những điều thú vị tiếp theo nhé.